chị cái nó chọn tẩm cái bộ cho người cho thấy gì đẹp quá cái đó hay là cái bò còn phải lớn nghiệp thì chỉnh cái đấy còn cái cây để mà gió nhiều nó thổi qua đây. Đây là cái phần nó không được sao chỉnh được trong trong để mình chơi được nó. Tủ điều khiển thì có băng ga hay cái đầu đồng quay đó, quạt đồng quay, quạt nhiệt độ, bật cái đầu nhiệt độ lên để này lên nhiệt mà chỉnh nhiệt độ, còn bật quạt lên thì gió thổi đó. Có tiếng gió ở đó, còn nhiệt độ cũng chỉnh bao nhiêu đó chỉ cài đặt ở đây đó. Quay thử ngược thì cũng bật đây. Chị ngồi lại chị bật đây. Đây chị ngồi lại. Thử ngược nha. Chiều. Quay một cái vòng tổng quát có máy nha. Tao quay mấy sáu tắc nhỏ thôi, là tao quay để mình chọn liệu dễ á. Rồi giờ mình sản xuất á, giờ mình mở nắp ra, tắt máy đi. Thì mở máy, tắt gỡ nắp ra. Thì làm có giờ để gỡ. Bên đây cái sản phẩm mình yêu cầu trộn bột á, nên là mình chía của cánh mình, mình sờ sản phẩm. Cái cây á, hỏi mình sẽ đúc vô thì hỏi với nhiệt cái đây nè chị đã qua chiều nào đó mình đã. Máy